mình sửa nhau vậy. Đây. Hai bố này. Hai bố này. Anh em khi mình sao cho con bú anh em đừng có nghiêng quá nha, mình để ngang ngang thì em cho nó tự hút, nó tự hút như vậy thì nó đỡ sặc hơn ha. Đó. Rồi, nó hút mạnh hơn quá là cái hút xíu là nó sẽ tràn sữa ra theo. Đó. Mình sẽ cặp bằng cái cách là mình sẽ cặp nhẹ thôi để nó tự hút và ngang ngang hút xíu, nó hút bao nhiêu thì nó hút. Chị hai đang hút một con thì buổi tối mình cho uống 250 nha, cái cháu này được 35 ngàn. Chưa chút xíu nữa 125 mới đủ. 250. Im im. Không, đây 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 là nó kia có tiền phải quay vòng nó kia có nút được cho nên thì nút này nó sẽ đây mà đây mà à ta phải giữ giống bình thường á hả, rồi phải giữ phải giữ. Đó. Mỗi con có một cái nếp u bú à, cái con là phải giữ chứ không giữ rồi nó quăng nó dúi ra ngoài. Rất là nhanh. Sợ nhất là cái chuyện nó sặc sỡ. Nó sặc sỡ vô luôn mũi nó là rất là nguy hiểm nha. Nên mình căng thấy cái nỗ lực bú nhiều là bú nhẹ, à bú mạnh. Đó, bú nhẹ bú mạnh thì mình căng nguyên cái bình sữa cho nó chính xác. Lâu lâu mình lại hạ xuống. Nó nuốt hết cái sữa ra. Nước đó nó như phần trước. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Sặc sỡ là mệt lắm. Đây ha. Sặc sỡ là mệt lắm. Đó, con trai đủ hết 250 rồi. Đi ra đi ra nào. Rồi. Xong hai nữa rồi nha. Cách đục bình sữa các bạn em, cách đục bình sữa anh em nhớ đục nhẹ thôi nha, đục nhẹ quá nha, làm sao mà mình để cho nó hút cái đường đó, đừng nó giúp nó hút. Nó hút thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, con gái nha. Trong cái bốn bé thì bé này là bé bú yếu nhất, nó thường xuyên là nó không biết bú, không phải là không biết bú mà nó ngậm cái núm vú nó sẽ hay bị tọt, nên là anh em nuôi cho con đó, thì cũng nếp từng con luôn chứ nếu mà mình không biết nếp từng con đó, là mình rất là khó cho con. Nó bú mạnh lắm nhưng mà nó vẫn uống đủ cái khẩu phần của nó, nhưng mà nó lại là đó, sao anh thấy không, nó chiếm nhẹ thôi, mình mà không kiên trì là nó sẽ bị còi, nó bị còi, nó không phát triển đồng đều so với những cái chị em của nó.
bú nên phải để ý. Mà khi cho ăn là nó phải để ý luôn đó, như bé mấy bé này là ăn hết rồi đó, phải bắt riêng cho ăn. Nhưng nếu mà nó ăn chậm hơn mấy chị nó thì nó sẽ bị đuối. Con rồi à, ngon quá à. Cũng hết đi, hết phần của con đi, lên. Thì mình hướng dẫn cho anh em cách cho bú, nhất là những anh em mới rất là hay bị sặc sữa luôn. Sặc sữa lên lỗ mũi là dễ bị viêm hô hấp trên nha. Đây. Đây nào. Đấy. Chết này. Nhớ không? Sao nó bú cái đủ khẩu phần nhưng cái không được đó. Mình nhiều khi á, cho nó làm biến bú hoặc là nó bú hơi khác so với những đứa khác, nó bú đủ nhưng mà nó sẽ bú chậm hơn. Nên nhớ là phải chăm sóc những cái đứa làm sao cho nó phát triển rất đồng đều. Ha, ngoài giỏi quá. Lên đây. Ở cái cỡ này á, thì bây giờ là 1 giờ thì tới 6 giờ 5:30 6 giờ mình sẽ cho nó bú mẹ. Mẹ nó dồn một đêm vừa ăn cái cữ cuối thì sữa nó rất là về sáng rồi phải rất là nhiều. Mình cho bé cho bé bú vào buổi sáng ha, buổi sáng bố mẹ, rồi sau đó là 6:00 đến 9:30 thì mình sẽ cho bé ăn. Mẹ của mấy bé này được tay nước sữa tốt lắm. Từ từ nó có đâu có ai dằn đâu. Giỏi. Khi mà nó bú nó không kịp nó gè nên đừng có lo nha. Nhưng mình nhớ là làm sao để không nó sặc sữa là được rồi. Hết rồi. Bye bye cô chú anh chị nha. Em đi ngủ đây. Bye đây cái chỗ ngủ của các con mình đây. Các bạn bỏ một cái khăn hay cái gì đó
nó sẽ không có bị lạnh ha. Nếu mà nó nóng thì nó sẽ tắt ra ngoài, còn nó lạnh thì nó sẽ chui ra đó, nằm nó sẽ không bị lạnh. Ok rồi, ngủ đây nghe chưa hả? Không được, con không được ị vô đây nghe chưa, nhớ chưa? Ừ, nằm lên đây ngủ nghe chưa. Rồi giỏi rồi, bye bye các con nha, đi ngủ nha, bye bye các con.